Nhận định, soi kèo, dự đoán bóng đá Peru với Brazil, 2 giờ ngày 23 tháng 6, vòng bảng Copa America 2019, đội hình dự kiến và thành tích đối đầu giữa Peru với Brazil như sau. Dễ dàng có được chiến thắng 3-0 trước Bolivia ở lượt trận đầu tiên, người hâm mộ Selecao đã rất tự tin về chiến thắng tiếp theo của đội nhà trước Venezuela. Thế nhưng kết thúc 90 phút, kết quả hòa không bàn thắng đã buộc đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Tite phải bước vào trận đấu sống còn với Peru ở lượt trận cuối. Với lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp vượt trội, dĩ nhiên Brazil sẽ được đánh giá cao hơn hẳn Peru. Thế nhưng mức tỷ lệ chênh lệch -1/2 bàn thắng lại mang đến những nỗi lo về khả năng vượt kèo của Brazil ở trận đấu này. Trên sàn giao dịch châu Á, Selecao hiện không phải là địa chỉ trú ẩn an toàn dành cho các nhà đầu tư. Cụ thể, 2 trận gần nhất tại Copa America năm nay, các học trò của huấn luyện viên Tite đều không vượt kèo thành công. Nếu xét cả loạt trận giao hữu trước đó, Brazil thất bại trong việc vượt kèo ở 8 trên 10 trận gần nhất. Bên kia chiến tuyến, dù khó có thể so sánh với Brazil về danh tiếng lẫn thực lực, thế nhưng việc Peru vượt kèo thành công ở 2 trận gần nhất được nhường từ 1/2 đến 1/3/4 bàn thắng là cơ sở để giới đầu cơ thêm phần tin tưởng về khả năng vượt kèo của Noxincast ở trận đấu này.